Nó phải kiểu làm từ đâu nữa. À, phải. Rồi, thấy mình nói lại, viêm cơ thượng cấp là một trong ba bệnh hay gặp ở trẻ em. Và tám triệu kinh điển là phù tiểu máu tăng huyết áp, thì mình sẽ thấy có tiểu ít nữa, thường là do nhiều nguyên nhân. Nhiễm trùng khi nãy mình nói rồi đó, thường thường sẽ gặp sau nhiễm viêm cầu. Bệnh hệ thống như lupus, scoliosis, bệnh Goodspaster thì hiểm hơn. Bệnh cầu thận nguyên phát mình sẽ có bệnh thận IgA, viêm cầu thận tăng sinh mạc. Và ở trong bài này thì mình chỉ đề cập đến viêm cầu thận cấp sau nhiễm viêm cầu. Về bệnh nguyên thì thường là nó sẽ phát sau một cái đợt viêm họng hoặc là viêm ngoài da. Và nguyên nhân là do liên cầu tan huyết beta nhỏ A. Dạ, mình xuống tiết 12 và gây viêm họng vào mùa đông và tiết 19 sẽ gây viêm da vào mùa hè. Các tiết khác như 1, 2, 4, 8 này thì nó gặp hơn nhiều, thường gặp nhiều vào khoảng từ tháng 6 mù qua thời gian chuyển mùa. Bình sinh là cơ chế, có cơ chế miễn dịch phức tạp và nó là phản ứng kháng nguyên kháng thể. Ở đây mình sẽ thấy một cái sơ đồ sinh lý bệnh trong viêm cầu thượng cấp, thì mình có thể hiểu cơ bản là cái nhiễm khuẩn, ví dụ nhiễm viêm cầu này, nó gây ra cái phản ứng kháng nguyên có vi khuẩn liên cầu này, phản ứng với kháng thể của cơ thể mình á, đi vào khi liên cầu xâm nhập vào cơ thể mình thì cơ thể sẽ tạo ra kháng thể để phản ứng với kháng nguyên đó, để tiêu diệt kháng nguyên đó. Thì cái phức hợp mà kháng nguyên kháng thể này nó lại không đơn giản vậy, nó lại lắng đọng ở cái vùng máu mạch và vùng máu mạch cầu thận. Thì lắng đọng ở máu mạch cầu thận sẽ gây ra bệnh viêm cầu thận cấp cho mình. Máu mạch cầu thận thì sẽ biểu hiện gây là có mạch ở cầu thận, gây viêm xuất tiết, và biểu hiện là tăng tĩnh thẩm măng đáy, rồi còn thời là giảm diện tích lọc. Khi mà giảm diện tích lọc thì nó sẽ làm cho bệnh nhân là có biểu hiện phù, đại ý, có một số trường hợp sẽ bị tăng ure, creatinine gây suy thận. Khi có mạch ở cầu thận thì có thể gây thiếu máu cục bộ ở thận và nó sẽ kích hoạt gây tăng tiết renin. Renin sẽ nó tăng tiết renin thì nó sẽ dễ gây ra suy tim cấp hơn. Cái này thì mình thấy ít gặp hơn. Viêm máu mạch thì nó cũng làm gãy co mạch và tăng sức cảm hoàn nên là cũng gây tăng renin. Đây này, thực ra mình nhìn cái này là chính thôi, này là cái cơ bản nhất của cái bài này. Đây mình có thể đẩy được con liên cầu đây, rất là đẹp. Đây còn đây là con tụ cầu, đây cả cái vi khuẩn khác này. Thì dù con nhìn nhưng mà mình đang học cái con liên cầu đây, thì vô thường là liên cầu thì mình sẽ là có phức hợp kháng nguyên kháng thể này. Đây này, kháng nguyên là hình tròn này và kháng thể của mình tới, thì cái phức hợp này kết hợp với nhau và nó lắng đọng, nó không biết quá mà lại lắng đọng ở cái vùng mang này cầu thận này. Và khi nó lắng đọng ở đấy thì nó sẽ gây viêm. Ở đây mình sẽ thấy làm cơ thể là tăng gây viêm, tăng kích hoạt cái bạch cầu, tăng cái hoạt tính hoạt quả bổ thể này, tăng cái bạch cầu này. Ở đây mình sẽ thấy là các cái bạch cầu đá nhân trung tĩnh đây. Rồi cả cái bạch cầu này sẽ kích hoạt lên quá trình viêm, làm tăng tiết, tăng tăng sinh cả cái tế bào giang mạch và cái tế bào nội mô của vùng cầu thận. Đấy là một cái cầu thận đó nghe. Và gây ra bệnh. Thường thì này mình sẽ thấy cái phức hợp miễn dịch này sẽ làm đồi tổn thương cái vùng măng đáy, làm đồi măng đáy lên, người ta gọi là hình ảnh ù núi. Và hình ảnh này chỉ có thể thấy trên kính hiển vi điện tử. Còn trên kính hiển vi đây này, mình sẽ thấy cái hình đây, đây là hình trên kính hiển vi quang học, kính hiển vi quang học của một cái sinh thiết thần á,
Ví dụ một bệnh mà vô đây mà mình làm sinh thiết á, mình sẽ thấy như thế này. Có rất nhiều cái tế bào, mình kể cả cái chậm tím này đấy, đó là các cái tế bào này, cái nào chậm tím mà to to, tế bào bạch cầu đa nhân trung tính, và tế bào đôi khi có tế bào lympho nữa, tăng sinh rất là nhiều. Còn đây là trên kính hiển vi hình quang, mình sẽ thấy người ta hình ảnh này người ta gọi là bầu trời đầy sao, với có nhiều các cái chậm chậm trắng chậm 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 bạc quang á. Còn ở đây là hình ảnh ở trên đây, hình ảnh hầm trên mùa của núi. Và tất cả là hẳn tổn thương cái vùng này làm cho là thoát cái bạch cầu hồng, thoát cái hồng cầu ra ấy, một số ít là đàm thoát đàm ra nhưng mà không phải nhiều như trong hội chứng thận hư đâu. Rồi ở đây thì hình ảnh sẽ thoát bạch cầu như hồng cầu này. Về lâm sàng mình sẽ thấy là thường xuất hiện sau 1 tới 2 tuần sau nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, hoặc là 2 tới 3 tuần sau khi bị viêm da, và tám chứng kinh điển là phù cao huyết áp đái máu. Đây là một cái bảng slide này là tập tổ hợp những cái biểu hiện lâm sàng hay gặp theo các cái nghiên cứu, thì vẫn đầu tiên vẫn là phù này, tăng huyết áp này, tiểu nhiều này, và đái máu này. Các cái điều chỉnh khác mình thấy sao về phù thì hẳn cũng phù, mà trong đây là điển hình trong phù thần thì cũng xuất hiện ở mặt, nặng mí mắt, sau lan xuống chi rồi toàn thân nếu thu mặn, phù trắng mềm mặn lò để lại vị móng tay, ăn nhạt thì giảm phù. Về cao huyết áp thì thường xuất hiện trong cung đầu, chiếm tỷ lệ tới 80-80%. Một số trường hợp nặng thì gây ra khó thở, thở gắng sức do suy tim hoặc phù phổi. Còn một số trường hợp mà bệnh não cao áp là phải ảnh hưởng tới thần kinh, thì mình sẽ có biểu hiện nhức đầu, kích thích chóng mặt, hôn mê, co giật. Về đại máu thì là mình sẽ là một triệu chứng mình hay gặp trong sẽ gặp trong viêm cầu thận cấp, thì một số hầu hết là mình sẽ thấy là đại máu đỏ sẫm màu như nước rửa thịt trong các ngày đầu, đó gọi là đại máu đại thể, đó là mình nhìn thấy được luôn á. Số lượng là thường là giảm đi rõ rệt, thậm chí một số trường hợp nặng là sẽ vô nhiều. Mình cái slide này là cả hai mình sẽ thấy vì đang đại máu tại cầu thận và ngoài cầu thận, cái này thì chắc khi nào đi lâm sàng á mình sẽ nói thêm. Nhưng mà đại máu của trong viêm cầu thận là đại máu tại cầu thận, và đại máu mà nguyên nhân ngoài cầu thận có biết là nguyên nhân gì không? Đại máu ngoài cầu thận á, chấn thương thần, ok, tổn thương đường niệu, tổn thương do ngoại vật thì cũng là chấn thương rồi, xoài, ok, gì nữa? U bằng quang, cái ní thường hay gặp ở người lớn hơn, u bằng quang sẽ gặp ở người lớn nhiều hơn do u đó, thì nói chung do u. Gì nữa không? Viêm thần bệ thần mệt, viêm thần bệ thần là tài thần ơi. Do chấn thương, ok. Thì thật ra viêm thần bệ thần mình cũng có thể nói là do, nếu như mình chưa tài con thần khó, mình chỉ có thể nói là do chấn thương mãi bàn nói rối. Hết bài rồi hả? Do bệnh mạch máu này, do nguyên nhân các bệnh lý về huyết học này thì nó cũng có thể gây ra lại máu.
Ví dụ những bệnh nhân mà xuất huyết giảm tiểu cầu có thể gây ra đại máu do giảm tiểu cầu. Ok. Còn do mạch máu, ví dụ gì giảm mạch máu? Thì cái thực ra mình cần vô một bệnh, ví dụ vì đang mình vì sao mình đưa cái slide này ra, bởi vì cái này là cái đầu tiên mình sẽ hay gặp ở lâm sàng luôn, tức là một bệnh nhân vô mình là đại máu đại thể. Thì làm sao mình biết là đại máu đó là ở thận, là do viêm vô thận, còn một cái đại máu là do các nguyên nhân khác? Thì đó là mình đấy mình sẽ nói. Thứ nhất là về màu sắc nước tiểu, thì tại cầu thận thì thường là có màu tràn đầm hoặc là màu Coca-Cola, màu đỏ sẫm á, sẫm. Còn ngoài cầu thận mình sẽ thấy màu đỏ tươi hơn, hồng tươi hơn. Hình thái hồng cầu thì đương nhiên tại cầu thận sẽ biến dạng. À, mình xin lỗi chị nghe. Về đó, hình thái hồng cầu này là quan trọng trong bệnh cầu thận, là phải có biểu hiện biến dạng. Bởi vì sao? Khi nãy mình nói đó, cái cơ chế hẳn là ngay tổn thương ngay chỗ cái mang đáy đó. Thì cái mang đáy này tổn thương đủ làm cho cái hồng cầu đi qua. Nhưng mà khi mà đi qua cái vòng cầu thận đó thì hồng cầu sẽ bị méo mó, méo mó gọi là biến dạng đó. Và khi mình soi lên mình sẽ thấy hồng cầu méo, vì hẳn không có được tròn trịa như cũ nữa, có nhiều hình dạng lắm, nhưng mà mình gọi là chúng là từ biến dạng đó. Còn ở ngoài cầu thận đương nhiên hẳn không bị cơ chế này, nên hồng cầu hình dạng hoàn toàn bình thường. Và ở trên viêm cầu thận thì mình sẽ thấy nữa là đó là các cái trụ trụ điển hình ở đây là trụ hồng cầu. Trụ bạch cầu thì ít gặp hơn, cũng có. Còn ngoài cầu thận hoàn toàn sẽ không. Máu của trong về viêm cầu thận thì sẽ là máu đông thì sẽ không có. Cái máu này hẳn chỉ là mình đi qua cái hồng cầu thôi. Đấy. À, còn bên cái ngoài cầu thận thì thường là sẽ có là máu đông. Protein nhiều thì có này. Còn ngoài cầu thận thì hẳn không có thoát thêm protein nhiều ra đâu. Đây là một cái này là để cho mẹ em dễ hiểu thôi. Một viêm cầu thận cấp, một cái diễn tiến lâm sàng của viêm cầu thận sau nhiễm trùng. Điển hình thì thường tâm á, là giai đoạn ủ bệnh cho mình mà. Đấy, nên là rất là đặc biệt này, là phải có giai đoạn ủ bệnh, tức là cái giai đoạn mà để mà tạo cơ kháng nguyên kháng thể đó. Ví dụ mình sẽ bị 1 tới 2 tuần sau khi bị viêm hồng, khi bị viêm hồng nhiễm liên cầu hay có gì đó, thường ở đây trong bài này mình sẽ nói về liên cầu, thì thường khoảng 1 2 tuần sau thì cơ thể lúc đó mới tạo ra kháng thể, và cái phức hợp kháng nguyên kháng thể này mới đủ cái thời gian đó để mà lắng đọng tại cầu thận và gây ra biểu hiện bệnh. Thì biểu hiện bệnh sẽ tầm trong vòng khoảng 7 tới 10 ngày, biểu hiện gồm có phù, tăng huyết áp, đấy, đại máu đó, và lúc này sẽ có viêm phù nhiều thì sẽ thiểu nhiều nhá. Rồi sau đó cái này chỉ 17 tới 10 ngày thôi, và tới 7 tới 10 ngày sau thế là giai đoạn tiểu nhiều và sau đó là hồi phục. Cho nên với những cái trường hợp mà ví dụ hàng vô với mình mà ngoại là cách đây mình hỏi tiền sử, hỏi tiền sử rất là quan trọng đối trong người viêm cầu thận cấp này. Nếu như hỏi mà bệnh nhân cũng có 2 tuần trước cũng bị viêm hồng, sổ cũng ho, chảy mũi gì cả, hoặc là trong nó trước đó 1 tháng không bị viêm da, người mình thấy gì để mà nghĩ nghĩ là nhiễm của liên cầu cả, mà mới bị sốt 1 ngày cái vô mà đại máu liền, thì khả năng không phải là viêm cầu thận cấp, mà mình phải cả dạng biệt với các cái nguyên nhân như là bệnh thận da. Cái này mình bỏ qua được. Giai đoạn tiểu nhiều thì tự nhiên đi tiểu nhiều cải thiện dần đấy, và bắt đầu từ 6 ngày này thì đại máu đại thể sẽ bắt đầu dần dần biến mất và qua đại màu vàng.
Giai đoạn hồi phục thì sẽ cải thiện tốt dần lên. Về xét nghiệm đấy thì nãy nói rồi, như vậy mình sẽ thấy hồng cầu méo mó biến dạng. Trụ hồng cầu là chỉ điểm của viêm cầu thận cấp. Bạch cầu niệu có thể tăng, protein niệu có thể dưỡng tính trong giai đoạn niệu thì nồng độ trong giai đoạn mà tiểu đàm mà tiểu máu nhiều á, thì có thể đo protein niệu cũng cao. Xét nghiệm tế bào thì mình sẽ thấy đây hình ảnh bên này á, là hình ảnh hồng cầu biến dạng, mình sẽ thấy này. Đấy, ví dụ đây hồng cầu sẽ có chậm chậm chậm, đây là hình đầu bình thường này. Đấy, hồng cầu nên hơi bị biến dạng rồi này, hoặc là hồng cầu nên có hình hình nhân này. Ừ, rất là nhiều loại. Còn bên cạnh thằng này là bạch cầu rồi nhá. Ừ. Còn bên ni hoặc là bên ni có, mình sẽ thấy cái hồng cầu bình thường, đó cũng hồng cầu. À, đây là hình ảnh trụ hồng cầu được đẹp lắm. Đây mình sẽ thấy những cái thành một cái trụ luôn. À, đi qua đây hình ni thì đẹp hơn nhỉ, hồng cầu mình mẹo rồi, mẹo rồi. Này, hình trụ mình trụ mình kỳ luôn. Xét nghiệm máu thì mình sẽ làm cái xét nghiệm gọi là tìm cái kháng thể về với lại những cầu ở trong máu, thì mình sẽ hay làm đó là anti-streptolysin O hay là Aslo, thường là sẽ tăng gặp trong 60 đến 80% bệnh nhân đó. Và gần đây thì người ta làm thêm cái ADP kháng thể kháng anti-ADN AB, nên hiện tại thì mình không có làm được. Người nước ngoài thì họ có làm á, thì hay cũng ngoài dùng các đồ nhảy khá cao hơn. Định lượng nồng độ bổ thể C3, C4, CH50 thì hiện tại trên lâm sàng cũng làm được. Thì người ta nghiên cứu thấy là trong cái bệnh này thì C3 nó sẽ thấp, C4 sẽ bình thường, CH50 cũng giảm. Nhưng mà thường mình hiện tại mình chỉ làm được C3, C4 thì sẽ gợi ý là viêm cầu thận cấp sau nhiễm viêm cầu khi mà C3 giảm. Các cái xét nghiệm khác thì mình sẽ có làm nhưng mà ít hơn. Ví dụ như mình sẽ chụp X-quang, ví dụ như mình không còn chưa có phân biệt rõ được các cái nguyên nhân ngoài cầu thận hay ngoài cầu thận. Còn nếu mình đã ok rồi thì thôi, hoặc là ở đây là người ta làm chụp X-quang hoặc là chụp CT khi mà cao huyết áp ác tính hay bệnh nào cao hạ, tức là mình để xem cái tổn thương nào thôi. Về siêu âm thận thì cũng đánh giá cái thực thận này, cả cái nguyên nhân cả có dị dạng giữa thận phóng cũng là hiếm. Sớm tim thì xem bệnh nhân có tính phổi hoặc cái máu dương tính để loại trừ viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn hay là đa nhiễm màng ngoài tim. Về sinh thiết thần như trong bài hội chẩn thần hướng mình có nói rồi á, thì thật ra ở trẻ em và đặc biệt là trong viêm cầu thận cấp thì mình thường không sinh thiết thần. Mình chỉ không sinh thiết thần đối với những trường hợp mà viêm cầu thận cấp điển hình rồi. Còn những trường hợp mà không điển hình, ví dụ như mình thấy xét nghiệm mức độ tinh nhiều cao đấy, trên kéo dài trên 6 tháng, tiểu máu đại thể trên 3 tuần, tiểu máu vi thể trên 1 năm, C3 giảm trên 6 tuần, hoặc là suy thận thì mình phải làm sinh thần. Về chẩn đoán thì đó nãy giờ nói luôn là tới rồi, như vậy mình sẽ có lâm sàng luôn, công phu đại máu tăng huyết áp tiểu ít. Đấy, kết hợp với cần lâm sàng là mình sẽ có tiêu chuẩn đó là Aslo tăng, bổ thể giảm. Chẩn đoán xác định là vô sinh thiết. Đó, là tiến sinh thiết thì mình sẽ thấy hình ảnh tăng sinh tế bào trong máu mạch cầu thận lan tỏa. Tuy nhiên sinh thiết thần trẻ em chỉ đặt ra trong trường hợp đặc biệt như khi này nói thôi. Các thể lâm sàng thì mình nắm sơ qua là thể nhẹ tim tan, thì thường mình thấy các thể này hơn. Thể này là chiếm 72,8%, thường lần sẽ khoảng tầm vòng khoảng 10 ngày tới 2 tuần là lần ok luôn. Những thể tăng huyết áp thì chiếm khoảng 7,2%, tăng huyết áp là bình thường sẽ tăng rồi, nhưng mà trong này là những trường hợp mà tăng huyết áp ác tính luôn á, tăng rất là cao. Đấy, vậy gây các biến chứng như suy tim, phù phổi cấp. Thể đại máu là ở đây là mình nhấn mạnh là cái đại máu mà kéo dài nhiều tuần á. À, thường là chỉ ra trong vòng là khoảng 2 tuần là bắt đầu đại màu là tiểu đã đổi rồi, nhưng có những trường hợp thể đại máu hơn 1 tuần. Đấy. Thể vô niệu là mình sẽ có thể tăng ure huyết suy thận cấp. Mình xin lỗi xin nghe.
À, dùng lời tiểu trước trưa 15 phút hết. À, rồi rồi, để hết. À, xin lỗi nhé. Có thể vô niệu thì mình sẽ gặp hơn, vô niệu kéo dài dẫn đến suy thận cấp. Về điều trị thì đầu tiên là phải nghỉ ngơi tại giường, hạn chế muối nước. Các can thiệp đặc biệt như tăng huyết áp thì mình nào tăng kali máu thì mình làm tiếp đấy, mình tùy theo trường hợp mình sẽ xử trí và xác định là có nhiễm liên cầu không để dùng kháng sinh. Thì với trường hợp mình có ác lô dương hay ác lô tăng rất là cao và mình vẫn có biểu hiện của rằng nhiễm liên cầu như đau họng nữa thì mình sẽ dùng kháng sinh đầu tay, đó là penicillin. Penicillin mình có liều ở đây hay hay tùy theo cân nặng, và nếu như mà không có mình có thể thay thế bằng erythromycin liều 40 mg trên kỷ trên ngày trong vòng 10 ngày. Rồi với những trường hợp mà quá tải giật, ví dụ bệnh nhân vú mà phù nhiều quá thì đầu tiên mình sẽ hạn chế muối nước nhé. Dùng lời tiểu đầu tay đó là furosemide 1 tới 3 mg trên kỷ trên ngày, truyền tĩnh mạch furosemide khi bệnh nhân phù nặng hoặc tăng huyết áp nặng. Tăng huyết áp thì mình sẽ dùng lời tiểu furosemide mình ngủ riêng hoặc là kết hợp thêm là thuốc chế canxi. Rồi các thuốc nặng hơn thì có thể tham khảo đó. Ức chế men truyền thì có hiệu quả trong điều trị tăng huyết áp, nhưng mà đối với viêm cầu thượng cấp thì nó làm tăng kali máu và thường không phải là thuốc đầu tay trong viêm cầu thượng cấp. Như vậy với viêm cầu thượng cấp, thuốc đầu tay mình sẽ ưu tiên đó là lời tiểu. Suy tim cấp thì mình cũng tương tự, và mình cũng phải hạn chế được cho thở oxy, lời tiểu hạ được áp. À, nếu như trường hợp suy tim nặng mình sẽ dùng digoxin. Đây là một cái diễn tiến bình thường của một cái viêm cầu thận, thì cái này có nói rồi nhưng mà cái này thì cập nhật hơn. Thì đó, ví dụ như này, người ta với một bệnh viêm cầu thận thì người ta sẽ theo dõi cái gì? Sẽ theo dõi cái xi bàn. Thứ nhất là cái microhematuria, là tức là cái đại máu vi thể á. Sau cái giai đoạn đầu là đại máu đại thể thì sẽ là đại máu vi thể. Đại máu vi thể này nó sẽ tồn tại trong vòng 3 tới 6 tháng rồi nó bị mất. Cho nên với bệnh nhân viêm cầu thận mình phải theo dõi cái này, đó là thông qua cái 10 thông số nước tiểu. Và theo dõi cái tiếp theo là cái C3. C3 là bộ thể nó giảm, nhưng mà sau sau cái giai đoạn mà ví dụ 6 tháng 10 tuần thì nó sẽ trở về bình thường. Nếu những trường hợp mà C3 mà sau 8 đến 10 tuần mà không về bình thường thì mình phải xem xét cân thể thận. Rồi là theo dõi cái đàm. Nếu đàm này thì thường lúc đầu sẽ có trong vòng nhưng mà cũng ít thôi, không phải nhiều đâu. Thì mình theo dõi, nếu như đàm mà còn kéo dài dài dẳng thì phải xin thiệt đó. Tăng huyết áp này cũng chỉ trong giai đoạn cấp thôi. Đấy, đại máu cũng như vậy. Này. Và phù thì chỉ trong mấy tuần đầu thôi. Thường là chỉ trong 2 tuần thôi là lùi rồi. Tiên lượng đối viêm cầu thận cấp là tốt. Thường lần đó mình nói diễn tiến gì trong vòng khoảng 2 tuần, trước đó 2 tuần là ủ bệnh rồi 2 tuần sẽ lui, thì mình chỉ điều trị cả để phòng ngừa các cái biến chứng ví dụ của tăng huyết áp nhiều quá hay là phù quá tại dịch. Theo dõi và tái khám đó, mình sẽ theo dõi cái mạch huyết áp, cân nặng, bi lăng nữa ít nhất lần ngày. Những trường hợp có biến chứng cần theo dõi sát hơn và phải tái khám định kỳ sau ra viện. Hiện tại mà ở trên bệnh phòng, trên bệnh khoa của mình đó, thì đối với cầu thận cấp mình sẽ tái khám trong vòng 6 tháng tới 1 năm. Nếu như mình ổn rồi thì mình sẽ ngừng tái khám, thường là sau hầu hết là mình sẽ ngừng sau 1 năm là sẽ ngừng rồi đó. Rồi, cảm ơn, có hỏi gì không? Vì sao tăng đàm phải sinh thực học? Đương nhiên rồi,
vì trong với cái viêm khâu thần cấp này á, là hắn chỉ bị một đợt cấp thôi, hắn không có, tức là từ từ cái màng đáy cầu thần nó sẽ lành lành từ từ, nó không phải tổn thương màng giống như cái bệnh hội chứng thận hư đấy. Nếu như mà cái tiểu đàm vẫn miết mài như vậy không phải là viêm cầu thần rồi, không phải là một cái bệnh gì mà tổn thương cái màng đáy đó mà làm cho đàm có ra miết vậy, thì mình phải làm tinh thiết để biết là tổn thương phẩm chất là gì. Rồi chỗ C3 giảm hả? C3 giảm đấy thì theo con đường hoạt hóa bổ thể, thì trong cái hình này, cái này mình cũng không nói như cái này hơi phức tạp một xíu, nhưng mà trong cái hình cái này mình có lại đây, thì trong cái này á hả, còn tăng hoạt hóa cái bổ thể C đấy, tăng mới C3 tới hoạt hóa bổ thể tới làm việc này đây, và hồng thử là phải làm cho bổ thể C3 trong máu giảm ở tốt. Còn nói mà về xấu hơn là theo cái cơ chế bộ hoặc họ bộ thể theo con đường không phải con đường cổ điển. Mà trong hồi xưa đại học tiểu hà lại có giai đoạn tiểu nhiều là đại nhiều là như bình thường, đúng rồi, đại nhiều là như bình thường. Nói chung người bệnh này thì bọn em đi sẽ nắm được cái chẩn đoán là chính. Nếu có thấy có dễ để chẩn đoán viêm cầu thận cấp không? Có thấy nhập nhằng khó hiểu không? Em đã học đến nồi quẩn cầu thận cấp rồi mà. Mẹ em đi học nồi rồi à. Học giỏi thế, học vừa cả ngồi ngoài sản nhi lâm trời à. Ông hỏi chị định là hả, ngày học nhiều quá đấy hả? Thôi, ngoại chi thì sẽ cho một cái luôn rồi, dễ luôn sẽ lái rồi. Rồi, bệnh nhi 7 tuổi, khởi phát bệnh 3 ngày về phù ở mặt, tiểu đỏ, bao viêm, khám lâm sàng, có huyết áp cao, 149, phù mạc hai chân, viêm phổi nghe thường. Các xét nghiệm sẽ làm ở bệnh nhân này là gì? Xét nghiệm máu 10 thông số nước tiểu, siêu thần nhỏ máu, học xong rồi mà nói như vậy đó hả?
Con thiếu gì nữa? Con thiếu nguyên số lực tiểu, mất máu, tế bào, siêu âm, chấn hóa máu là làm cái gì? Aslo, đúng rồi. Làm cái gì nữa? Đổ thể. Ok. Làm chi nữa biết không? Mấy bệnh ní vô em phải làm những cái chức năng thần này chứ. Ureterin, máu nghe. Rồi. Kết quả nè. Kết quả là mình máu là 27. Ure là 5, creatin là 56, lệ tức rôn 3,2. Tế bào vi trùng đều có số lượng hồng cầu là trên 100, hồng cầu biến dạng 20%. Mươm số lực tiểu là có hồng cầu, có đàm. Tỷ pro trên cơ rê là 210. Aslo là 980. Đủ tiêu chuẩn chẩn đoán với cô thần nhé. Siêu ấm mà, siêu ấm thì bình thường á. Siêu ấm thì hiện tại thằng bình thường là gì? Này có phải viêm cầu thần không? Vì sao phải? À quên quên ghi bộ thiết C3 này. C3, bạn nào muốn C3 không? Dạ phải, vì sao xài đây nè. Hồng cầu biến dạng. Ok. Gì nữa? Lần này mình có nghĩ đến hội chứng thần hư không? Có đủ tiêu chuẩn của thần thần viêm thì có đó, ông thần hư có giờ mình phải làm chi để biết đó phải là viêm cầu thần cấp không nữa, có thiếu cái gì mà để mình em đã hỏi tiền sử đâu. Đúng rồi, phải hỏi tiền sử cái chứ, mình hỏi tiền sử nè. Tiền sử là có bị viêm da cái này ba không? Đủ tiêu chuẩn của viêm cầu thần cấp chưa? Thôi nói nhanh, cái này là một cái viêm cầu thần cấp đó. Nhưng mà mình sẽ bị nhiều với cả cái yếu tố này. Ví dụ áp lực máu như vậy là có giảm không? Vì sao mình không nghĩ tới hội chứng thần hư ở bên này?
Ôi, chuyện tình hứa không có không cầu. Ok. Gì nữa? Mình sẽ thấy này, hồi chuyện tương hư thì thứ nhất là hông câu ở đây nhiều quá, mình không đụng của hồi chuyện tương hư đơn thuần rồi. Mặc dù về đàm này đủ tiêu chuẩn, nhưng mà tiêu chuẩn của hồi chuyện tương hư là có gì nữa? Học lâu rồi quên luôn rồi. Áo minh mẫu phải bao nhiêu? Ok, phải chị 25 này nhá. Em này là chưa đủ chị 25. Mặc cholesterol này là tiêu chuẩn phù. Có đủ không? Cholesterol như vậy có đủ không? Quên luôn rồi. Cholesterol này là bình thường. Đấy. Như vậy bình này không phải là hội chứng thượng thư đâu, là viêm cầu thận đó, mà do giai đoạn này là giai đoạn đại máu nên thoát đàm đó, nhưng mình sẽ thấy đàm nữa, nhưng mà đàm này nó sẽ giảm dần, sau vào 2 tuần sẽ giảm từ 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 xuống, sẽ không còn nhiều, cũng không phải là tăng dần như trong hội chứng thượng thư đâu. Đấy. Rồi tiền sử bệnh nhân có viêm da, có áp lô như vậy, huyết áp cao như vậy thì phù hợp với viêm cầu thận đó. Ok. Các bạn có hỏi gì không? Có thể kết hợp cả hội chứng thượng thư và viêm hồng cầu không có? Có những cái bệnh mà sẽ có cả đó, thượng thư và thượng viêm, nhưng mà mình phải theo dõi, ví dụ bệnh này mình vừa có cả thượng thư đó, nó chưa đủ của thượng thư nên mình theo dõi tiếp đi. Đấy. Vẫn với viêm cầu thượng cấp đổ trồi nữa á, mình phải dẫn tiến, ví dụ 2 tuần sau mình làm lại cái protein nhiều mang giảm dần, không phải đâu. Còn nếu protein nhiều vẫn cứ tăng cao thì lúc đó phải xem xét sinh thực thần. Mấy bạn học theo cái cá lâm sàng thì thấy có gì hiểu hơn không? Mày thấy cô cả cô chơi cá lâm sàng không? Really? Sang. Thôi vài bữa đi âm sang rồi. Nếu cũng không hỏi chi thì bye bye ấy. Thì giờ được không? À, hỏi gì nữa không? Cái này điều trị thì mình sẽ dùng lợi tiểu, dùng thần sinh. Thật ra nếu như mà viêm da đó em thấy khô rồi á, thì tùy chị thì tùy, nếu như mà aslo tăng như vậy mình có thể điều trị kháng sinh 10 ngày cho bệnh nhân đấy. Thì mình sẽ dùng penicillin, hoặc là nếu không có penicillin hay là bệnh nhân dị ứng penicillin mình sẽ dùng ari. Ari thì có đường phong thì dễ hơn rồi. Lợi tiểu đấy, nếu còn nếu tăng huyết áp nhiều lợi tiểu cũng đáp ứng, thì mình sẽ thêm về các thuốc ức chế canxi như nifedipine rồi, và theo dõi huyết áp lịch tiểu màu sắc. Thường là 2 tuần lần lũi á.
Vậy thì chào các bạn nha.